Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 11 tháng 5, nắng nóng sẽ tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có điểm còn đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt. Đi cùng là chỉ số tia UV cực đại được dự báo trong hôm nay đều vượt mức 8, nguy cơ gây hại rất cao. Vì vậy, quý vị nên hạn chế lưu thông trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Nếu có việc cần thiết thì sử dụng các vật dụng chống nắng như là ô dù, áo chống nắng dài tay và thoa kem chống nắng. Ngoài ra, quý vị cần uống đủ nước cho cơ thể để bổ sung độ ẩm cho làn da trong điều kiện nắng khô kéo dài. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ, nên nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao. Quý vị chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều với cường độ nắng khá mạnh vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều và nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến từ 31 cho tới 34 độ, riêng Ayunpa, Cát Tiên lên tới 35 đến 37 độ. Còn khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ là từ 32 đến 35 độ, riêng Biển Đông có nơi trên ngưỡng 36 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn Biển Đông bao gồm hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thời tiết vẫn ổn định. Trời nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng đãng, gió ở đây thổi đều theo hướng đông nam với cường độ ở mức trung bình yếu nên sóng thấp, biển êm. Như vậy, nắng nóng sẽ là thời tiết chủ đạo chi phối hầu khắp cả nước trong hôm nay và kéo dài nhiều ngày tới, với cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng hơn so với những ngày vừa qua. Do vậy, ban ngày nắng lên sớm với cường độ nắng mạnh và trưa chiều nên nhiệt độ tiếp tục tăng lên, nắng nóng gia tăng về cả phạm vi, cường độ và không chỉ xảy ra ở các tỉnh phía Tây mà lan sang cả phần phía đông dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Các tỉnh duyên hải miền Trung cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kèm theo đó là hiệu ứng phơn nên mức độ nắng nóng còn mạnh hơn ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở nhiều nơi trên khu vực trong ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Tương Dương, Quỳnh Lưu của Nghệ An, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 38 đến 39 độ, thậm chí có nơi còn trên ngưỡng 39 độ. Trời nắng nóng gay gắt và độ ẩm không khí có thể giảm xuống dưới 45% nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao. Người dân cần đặc biệt thận trọng để đảm bảo an toàn. Nắng nóng cũng xuất hiện tại các tỉnh miền Nam khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 36 độ. Còn ở Tây Nguyên, có nắng nóng cục bộ khi nhiệt độ đạt mức 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Sau đó, đến chiều tối, có mưa rải rác. Trên biển, suốt từ khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết vẫn ổn định. Trời nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng đãng, gió ở đây thổi đều theo hướng Đông Nam với cường độ ở mức trung bình, nên sóng thấp, biển êm. Như vậy, trong 3 ngày tới, nắng nóng sẽ diễn ra trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Quý vị cần chú ý để đảm bảo sức khỏe trước đợt nắng nóng kéo dài.